Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô đơn địa phi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Hắc Mộc Đào. Lăng Hàn gật gù nói: "Mang ta tới. Nhưng mà, lão đại của chúng ta quy định, mỗi tháng chỉ có thể đi một lần, đưa mỹ nữ cho hắn." Vẻ mặt của Đại Thiết Đầu đau khổ nói: "Bốn phía Hắc Mộc Đào đều là cấm chế, chỉ cần lão đại của chúng ta không cao hứng, không chỉ ai cũng không vào được, hơn nữa còn sẽ bị đánh giết thành cặn bã." Lăng Hàn xẹt qua một chiêu kiếm, nhất thời, huyết quang lại nổi lên. "A!" Đại Thiết Đầu kêu thảm thiết. "A!" Nam tử cao lớn cũng kêu thảm thiết. Sau khi Đại Thiết Đầu kêu vài tiếng thì nhìn về phía nam tử cao lớn nói: "Lão tử bị gọt, ngươi la làm gì?" "Lão đại, lần này bị gọt không phải ngươi, là ta." Nam tử cao lớn chảy nước mắt rồi. "Ồ." Đại Thiết Đầu cúi đầu nhìn, phát hiện rễ của mình còn, trong lòng không khỏi an tâm, lại còn lộ ra nụ cười, không có tim không có phổi. "Lão đại, ta mất đi một quả trứng, sao ngươi còn cười?" Nam tử cao lớn hết sức buồn bực. "Lão tử chỉ có một quả trứng cũng sống hơn 80 năm, ngươi sợ cái lông?" Đại Thiết Đầu xì nói. Lăng Hàn thở dài. "Các ngươi ai mang ta đi Hắc Mộc Đảo?" Đại Thiết Đầu và nam tử cao lớn đồng thời lắc đầu, bất kể là tự ý mang người ngoài đi Hắc Mộc Đảo hay không ở trong thời gian quy định đi Hắc Mộc Đảo, này đều là một con đường chết. So với tính mạng mà nói, trứng và rễ lại đáng là gì? Lăng Hàn nhởn miệng cười nói. "Ai mang ta đi, ta để ai sống, không nghe lời liền làm phân ở ngay đây đi." "Ta đi." Đại Thiết Đầu và nam tử cao lớn đồng thời kêu lên. "Các ngươi không phải rất giảng nghĩa khí sao?" Lăng Hàn cười nói. "Nghĩa khí là gì, có thể ăn sao?" Hai người đều rất vô liêm sỉ nói. Lăng Hàn không khỏi im lặng, thu được hai thủ hạ như vậy thật là ai thu ai xui xẻo. Hắn ra hắc tháp, nhưng thấy mình chìm thật sâu vào trong hồ nước, vội vàng nổi lên lên. Hắn vọt ra khỏi mặt nước, chỉ thấy một bóng đen đánh tới, khóa cổ của hắn thật chặt. "Hàn Hàn không tốt, ta ở một mình rất sợ." "Tự nhiên là Hách Liên Tầm Tuyết." "Đừng xiết nữa, sẽ chết người đó." Lăng Hàn lè lưới nói, nữ nhân này không biết đẳng cấp võ đạo, tự nhiên cũng không biết sức mạnh của mình lớn bao nhiêu, liều mạng ôm hắn, nếu không phải hắn tu thành thiết bị thể thật có khả năng bị dìm chết. Lúc này Hách Liên Tầm Tuyết mới oan ức buông tay, nhưng tay trái vẫn nắm góc áo của hắn, tay phải nắm viên gạch, tâm tình rất không vui, rất muốn đập người. Lăng Hàn đưa Đại Thiết Đầu ra, để hắn chỉ dẫn phương hướng, ba người đi về phía Hắc Mộc Đảo. Trong sương mù, phương hướng là hoàn toàn không dựa dẫm được, chỉ thấy Đại Thiết Đầu lấy ra một la bàn, không ngừng so sánh phương hướng, dẫn bọn họ đi về phía trước. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Cái la bàn này không tệ nha. La bàn phổ thông ở đây sẽ mất linh, bởi vậy la bàn còn có tác dụng là rất kinh người. Đây chính là lão đại của chúng ta ban cho ta. Đại Thiết Đầu đắc ý nói. Ở dưới sự chỉ dẫn của la bàn, bọn họ cũng đi tới hai ngày, phía trước mơ hồ có một cái bóng màu đen xuất hiện, như một cự thú nằm rạp, lớn không lường được. Kia là Hắc Mộc Đảo. Đại Thiết Đầu nói. Ta có thể trốn đi trước hay không? Trốn làm gì, ngươi và lão đại của các ngươi không phải rất thân thiết sao? Lăng Hàn cười nói. Đi, phía trước dẫn đường, gọi mở cổng, bằng không ta chặt ngươi. Ca, ngươi không thể chơi ta như thế. Đại Thiết Đầu muốn khóc rồi. Lão đại của chúng ta nói, chỉ có đầu tháng mới có thể đi Hắc Mộc Đảo, mang mỹ nữ cướp đoạt tới thuận tiện bổ sung nguyên tinh pháo tiêu hao một hồi. Lúc này đi, lão đại của chúng ta căn bản sẽ không phản ứng, chỉ có thể sử dụng cấm chế đánh giết toàn bộ chúng ta. Không có chuyện gì, ta sẽ bảo bọc ngươi. Lăng Hàn cười nói. Đại Thiết Đầu dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, hiển nhiên là không hề tự tin. Lăng Hàn giơ cốt kiếm lên nói. Ngươi có thể đánh cược một lần, không dẫn đường, lập tức chết. Dẫn đường còn có một chút hy vọng sống, đầu của ngươi không nhỏ, phải biết lựa chọn thế nào nha. Vẻ mặt của Đại Thiết Đầu đau khổ nói. Ta dẫn đường. Bọn họ tiếp tục tiến lên, rất nhanh, sương mù tản đi, phía trước xuất hiện một hòn đảo thật to, hình như trăng non, mắt nhìn sang toàn bộ hòn đảo đều là màu đen. Nhìn kỹ, trên đảo xác thực mọc rất nhiều cây cối, nhưng từng cây đều như cây vạn tuế, đen kịt như mực, hơn nữa chọc lúc không một cành lá, chỉ đứng thẳng như vậy, phảng phất như từng mâu sắt. Đại Thiết Đầu dẫn bọn họ đi tới cách hòn đảo một dặm, liền ngừng lại, thấp giọng nói. Càng đi về phía trước, sẽ phát động cấm chế. Sau khi giải thích với Lăng Hàn, hắn cất giọng nói. Huyên đệ, trên đảo, ta là Đại Thiết Đầu, đến giao hàng cho lão đại. Một lát sau, trên đảo truyền đến âm thanh nói.
Giao hàng. Ngày hôm nay mới 15, cách đầu tháng còn rất sớm a. Thiết lão đại, ngươi không phải không biết quy củ của đại ca nha. Khà khà, lần này hàng đặc biệt đẹp đẽ, cho nên muốn sớm đưa tới cho lão đại. Đại Thiết Đầu tránh thân thể ra, chỉ vào Hách Liên Tầm Tuyết nói. Cách một dặm, dù sinh hoa cảnh cũng chưa chắc thấy rõ dáng dấp của Hách Liên Tầm Tuyết, chỉ có thể nhìn ra nàng là nữ mà thôi. Thiết lão đại, ngươi không nên làm khó chúng ta, quy củ của đại ca là không thể phá. Trên đảo lại có thanh âm truyền tới. Các ngươi những ngu xuẩn đầu gỗ này, không biết mở ngoại lệ sao? Đại Thiết Đầu gọi lên. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như tháng sau lại đưa tới, bị lão đại biết, các ngươi phải rơi đầu, các ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Hắn lại nói. Được, nếu như các ngươi không tin, vậy thì phái chiếc thuyền qua nhìn tỉ mỉ đi. Trên đảo không còn thanh âm, nhưng chỉ một lát, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ lái tới. Lăng Hàn kinh ngạc, Đại Thiết Đầu này như xuẩn ngốc, lại là hảo thủ diễn kịch. Cũng đúng, chính vì hắn cho người ta một loại ấn tượng vụng về, như vậy ai còn sẽ hoài nghi hắn thông minh đến biết lừa người chứ? Nhưng chỉ cần ngẫm lại, có thể bước vào sinh hoa cảnh, có người nào sẽ là ngu ngốc? Tiểu Chu đi tới, đứng ở ngoài mười trượng, điểm ấy khoảng cách đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật là mỹ nhân. Đẹp. Thủy nộn. Trên thuyền có bốn người, đều nhìn chằm chằm Hách Liên Tầm Tuyết, nước miếng cũng sắp chảy ra. Hừ, hiện tại biết lão tử nói là thật chứ? Đại Thiết Đầu hừ nói. Thiết đại ca, tiểu tử này là ai? Bốn người trên thuyền đều nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Hắn là tiểu đệ của ta. Đại Thiết Đầu mặt không đỏ, tim không gấp nói. A, Thiết đại ca, ngươi bị thương. Bốn người lại nhìn về phía hạ thân của Đại Thiết Đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy vết máu. Luyện công quá chuyên cần chịu chút ít tổn thương. Đại Thiết Đầu bịa chuyện. Thiết đại ca, ngươi thực chăm chỉ. Bốn người đồng thời giơ ngón tay cái. Lăng Hàn không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Con rối. Đại Thiết Đầu hừ một tiếng nói. Còn không cho chúng ta vào. Khà khà, Thiết đại ca chờ một chút. Tiểu Chu lại đi về phía trước. Rất nhanh thì có ánh sáng kỳ dị lấp lóe. Thật giống như tiến vào một không gian sền sệt. Mạnh mẽ ép ra ngoài. Thiết đại ca mời tới. Bốn người nói. Ba người Lăng Hàn lên thuyền nhỏ. Bốn người vùng vẫy lại chen vào. Ồ, sao nữ nhân này còn mang theo một cục gạch. Bốn người nhìn thấy đồ vật trong tay Hách Liên Tầm Tuyết, không khỏi hiếu kỳ. Nàng không phải muốn dùng đồ chơi này đi đập lão đại của bọn họ chứ? Lăng Hàn cười ha ha nói. Cô nàng này thiếu hụt cảm giác an toàn, viên gạch là dùng để phòng thân. Bốn người cười khà khà nói. Theo đại ca của chúng ta, nhất định sẽ có cảm giác an toàn 10 phần. Lăng Hàn không để ý tới bọn họ, khoảng cách hơn một dặm đối với cao thủ mà nói không tính là gì. Hắc Mộc đảo này không chỉ khắp nơi mọc ra quái thụ màu đen, ngay cả đất đai cũng màu đen, đạp lên cảm giác rất cứng rắn. Lão đại đâu? Đại Thiết Đầu hỏi. Đại ca còn ở trong hang động. Một tên tạp binh thuận miệng nói. Hang động ở đâu? Lăng Hàn chen lời nói. Một tên tạp binh nhìn Lăng Hàn đánh giá một hồi nói. Thiết lão đại, tiểu đệ này của ngươi có chút không hiểu quy củ, đây là sự tình hắn nên hỏi sao? Đùng, Đại Thiết Đầu bộc lộ bộ mặt hung áp, lập tức quất tên tạp binh kia một tát quát lên. Hỏi ngươi liền nói, sao nói nhảm nhiều như vậy? Lần này làm bốn tạp binh đều sợ hết hồn, sao trở mặt liền trở mặt vậy? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, có người nói. Thiết lão đại, đại ca đã phân phó, thời điểm hắn tiến vào địa quật tuyệt đối không cho phép người quấy rối. Nếu ngươi đã đưa mỹ nữ tới, thì mời trở về đi. Ca, ngươi nói làm sao? Đại Thiết Đầu nhìn Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn cười nói. Giải quyết bọn họ đi. Vâng. Đại Thiết Đầu lập tức ra tay, đùng 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 đùng, bốn trường đập qua, bốn người kia lập tức biến thành bốn bộ thi thể. Lăng Hàn đưa hổ nữ ra, nha đầu này cực kỳ dụ linh tinh, không cần lo lắng nàng sẽ gặp phải sự tình nguy hiểm đến tính mạng, còn Trư Toàn Nhi vẫn là ở lại trong hắc tháp đi, mặc dù nàng là một thiên tài, nhưng còn lâu mới có thể so với hổ nữ. Dẫn đường. Lăng Hàn đá Đại Thiết Đầu một cước, đối phương còn đang khiếp sợ vì hổ nữ đột nhiên xuất hiện, không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe, tự nhiên để hắn chấn kinh rồi. Đại Thiết Đầu dẫn đường, ba người Lăng Hàn theo ở phía sau. Hách Liên Tầm Tuyết lạ lẫm nhìn bốn phía, một bên dùng tay trái kéo góc áo của Lăng Hàn, dáng dấp như cô dâu nhỏ. Trên đảo tự nhiên còn có rất nhiều tạp binh, nhưng Đại Thiết Đầu mở đường,
Hắn tốt xấu gì cũng là cường giả sinh hoa cảnh, phát hiện một cách liền giết một cái, lòng dạ độc ác, ngược lại cũng không phụ thân phận thủy tặc. Nhưng dần dần tự nhiên không thể diệt khẩu hết, nhất thời trên đảo có tiếng nổ lớn. Oành, oành, oành. Chỉ nghe nổ vang truyền đến, ba con quái vật to lớn xuất hiện. Đây thực sự là quái vật, hình người, nhưng cao tới ba trượng, cả người đều tỏa ra ánh kim loại màu đen, là ba bộ người sắt. Con rối. Lăng Hàn kinh ngạc, trước đó rất nhiều người đều cho rằng Thạch Linh là con rối, trên thực tế ba tên to xác trước mặt này mới thật sự là con rối. Trong lòng hắn hơi động, gọi Thạch Linh ra. Đánh bọn chúng. Thạch Linh khua tay, sau đó đột nhiên xông ra ngoài triển khai ác chiến với ba con người sắt. Nhìn như nhân loại, nhưng song phương to lớn khác nhau, vậy thì chính là con rối, giống như thi binh, không có sự sống. Nhưng Thạch Linh hoàn toàn khác, nó là thiên địa kỳ thạch xúc tích ra sinh mệnh, có thể không ngừng trưởng thành, tăng lên chính mình. Hiện nay Thạch Linh đã đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền đột phá Linh Anh. Có điều, nó không phải dựa vào lĩnh ngộ bản thân đến đột phá, mà là hấp thu sức mạnh của kỳ thạch hoàn thành bước nhảy mấu chốt này. Đi tìm hang động, đừng ngừng. Lăng Hàn nói với Đại Thiết Đầu. Vâng, vâng. Đại Thiết Đầu nhìn thấy Thạch Linh đại phát thần uy, hoàn toàn áp chế ba người sắt, tâm thần không khỏi run run. Dưới cái nhìn của hắn, ba con rối kia chính là tồn tại vô địch trong sinh hoa cảnh, đao thương bất nhập, lợi khí khó thương, hơn nữa sức mạnh cuồn cuộn vô tận. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị con rối của Lăng Hàn đánh cho không sức hoàn thủ, sắp biến thành ba khối sắt rồi. Ca, mời đi theo ta. Hắn càng ngày càng cung kính, thiên bình trong lòng đã hoàn toàn hướng về Lăng Hàn. Bọn họ đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy lòng núi bị đào ra một cửa hang lớn, hiện hiện một không gian đen thẫm, có cây đuốc soi sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít tình huống bên trong. Oành 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 oành. Tiếng nổ lớn truyền đến, chỉ thấy Thạch Linh đã chạy vội tới, hiển nhiên là giết chết ba con rối kia rồi. Lăng Hàn đi vào sơn động, phát động chân thị chi nhãn, dù trong hang núi tối tăm cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy không gian trong sơn động lớn kinh người, thật giống như một thị trấn nhỏ vậy, hơn nữa, đường viền ở rất nhiều nơi có vẻ quái lạ. Trong lòng hắn hơi động nói, ngân long thuyền mà Phùng Vĩ Kỳ đưa cho ngươi có phải lấy ra ở đây không? Ồ, ngươi thực sự là thần, cái này cũng đoán được. Đại Tiết Đầu kinh ngạc nói, lần này không phải nịnh hót, mà là thật khiếp sợ. Cũng không phải Lăng Hàn đoán, mà hình thái huyệt động này rất quái lạ, nếu như để từng chiếc thuyền ở chỗ này, sẽ vừa vặn có thể bổ sung rảnh dài trên đất. Hóa ra, Phùng Vĩ Kỳ là phát hiện một di tích cổ đại thu được bảo vật. Đối phương còn ở chỗ này cả ngày, hiển nhiên là đang khai quật thứ càng quý giá. Lăng Hàn sinh hứng thú, ngân long thuyền đã rất châu bò, nguyên tinh pháo cũng có thể tạo thành uy hiếp với sinh hoa cảnh, màn ánh sáng càng đạt đến cấp bậc linh anh cảnh. Nghĩ đến kim long thuyền khẳng định càng mạnh hơn, mà Phùng Vĩ Kỳ còn ở phía dưới đào móc, có phải là có phát hiện càng thêm kinh người không? Lăng Hàn bước nhanh đi về nơi sâu xa trong động, chỗ này khắp nơi lưu lại dấu vết đào móc, nên khai quật không ít đồ vật nha. Nghĩ đến ba con rối kia cũng có thể là khai quật ở đây. Sau khi đi mấy bước, Lăng Hàn đột nhiên có cảnh giác, lập tức đãng ra một chiêu kiếm, mà hổ nữ phản ứng cũng không chậm, trong tiếng rít gào đã rít đi ra ngoài. Oành oành. Hai con quái vật khổng lồ màu bạc xuất hiện, đó là hai con rối, nhưng lần này không phải người sắt, mà là người bạc. Không cứng ngắc giống như người sắt, hai người bạc này rất giống nhân loại, thân thể co giãn kinh người. Lăng Hàn xẹp qua một chiêu kiếm, hổ nữ oanh qua một quyền, thân thể con rối màu bạc lập tức hãm xuống, nhưng không có phá tan, mà như sóng nước lay động, liền hóa giải công kích của hai người. Vẫn là sinh hoa cảnh, nhưng từ sức phòng ngự mà nói, lại mạnh hơn người sắt một đoạn dài. Cứng thì dễ gãy, hai con rối này hoàn mỹ giải quyết khuyết điểm kia. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Nguyên hống. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Đây là kim loại gì, lại như thủy dịch. Hắn chém ra mấy kiếm bám vào kiếm khí, phúc phúc phúc. Trên người hai con rối màu bạc bị chém ra rất nhiều vết thương, nhưng lập tức lấy tốc độ cực nhanh khép lại, phảng phất như nước làm thành cắt ra, vậy khôi phục là được. Oành, oành. Hai con rối màu bạc cũng công kích bốn người Lăng Hàn, đừng xem chúng nó bị công kích thì thân thể mềm mại như nước, nhưng hai nắm đấm lại cực kỳ hung mãnh, một quyền hạ xuống, sức mạnh kinh khủng lưu chuyển cực kỳ đáng sợ. Đến thử xem. Lăng Hàn cười nói thu hồi trường kiếm, cũng dùng xong quyền nghênh đón. Oành.
Hai nắm đấm của hắn oanh kích con rối màu bạc, nhất thời bốn cánh tay của hai con rối đồng thời dâng lên cuộn sóng, từ nắm đấm bắt đầu lan về vai, nhưng trong quá trình này quyền lực của Lăng Hàn cũng bị hóa giải từng bước, chờ đạt đến vai quyền lực đã bị hóa giải sạch sẽ. Mà Lăng Hàn không có kết cấu thân thể như vậy, chỉ có thể ngạnh kháng đòn đánh này, nhưng thể phách của hắn sánh ngang chân kim cung cấp, ngạnh kháng cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nội phủ chấn động một chút, bất diệt thiên kinh lưu chuyển liền khôi phục. Mẹ ơi! Đại thiết đầu kinh ngạc thốt lên, mặt cũng tái rồi, hắn rõ ràng biết lực sát thương và sức phòng ngự của hai con rối màu bạc ở dưới trọng quyền của Lăng Hàn không bị tổn thương, hắn hoàn toàn có thể dự liệu, nhưng Lăng Hàn ăn hai kích mà không có chuyện gì, lại để hắn cực kỳ khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn, hai con rối màu bạc kia là quái vật, nhưng Lăng Hàn so với quái vật còn muốn quái vật, chí ít hai con quái vật kia còn có gợn sóng nha. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nói. Từng nghe nói có một loại kim loại kỳ dị, tên là nguyên hống, hình dạng thể lưu trọng lực oanh không hỏng. Nghĩ đến, hai con rối này đều là do nguyên hống tạo nên a, mới có đặc tính kỳ dị như vậy. Có điều đồ chơi này sợ nhất chính là hỏa. Hai tay của Lăng Hàn rung lên, ngũ hành hỗn độn liên nhẹ nhàng giật động chuyển hóa toàn bộ nguyên lực thành hỏa thuộc tính, nhất thời trên hai tay của hắn quấn quanh hỏa diễm hừng hực. Thân hình của hắn bắn lên, giết tới hai con rối màu bạc. Oanh, hắn đánh lên ngực một con rối màu bạc, nắm đấm không chút hồi hộp nào oanh vào. Có điều, chỉ cần quả đấm của hắn kéo ra, con rối màu bạc liền lập tức khôi phục vết thương. Nhưng lần này không có dễ dàng như vậy, hỏa diễm trên nắm tay của Lăng Hàn thiêu đốt, nhiệt độ cao đáng sợ lưu chuyển, miệng vết thương không ngừng mở rộng, con rối giống như khối băng gặp phải mồi lửa, bắt đầu hóa tan. Tìm ra rồi. Ở trong lồng ngực con rối có một viên cầu màu bạc đang sáng lên lấp lóa, phía trên che kín phù hiệu. Khôi lỗi chi tâm. Đây là đại não trái tim, khởi nguồn động lực của con rối, không còn đồ chơi này, đây chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Lăng Hàn lấy tay chộp tới trái tim, nhưng vô số kim loại màu bạc cuốn lại, ẩn giấu trái tim, muốn ngăn cản Lăng Hàn phá hoại. Trốn được sao? Lăng Hàn cười nói, hỏa diễm trên tay trùng thiên, kim loại giống như tuyết đọng, dồn dập hóa tan trái tim xuất hiện ở trước mắt hắn lần nữa. Ầm. Một con rối khác đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, giơ cao song quyền đập xuống lưng của Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay trái nhấn một cái, chặn đòn đánh này. Oành! Nhưng con rối còn chưa công kích chúng, chỉ thấy Hách Liên Tầm Tuyết lao ra, vung viên gạch nện con rối màu bạc. Nàng bảo lực cỡ nào a, dưới một cái đập cả người con rối màu bạc bắt đầu dập sờn, sau đó bị đánh bay, nặng nề nện ở trên vách núi. Cách! Nó như một quả trứng gà, nát bấy, biến thành một bãi chất lỏng. Nhưng lập tức, hết thảy chất lỏng nhúc nhích, tụ về phía khôi lỗi chi tâm, hiển nhiên là muốn gây dựng thân thể lại. Man lực của cô nàng này thực khủng bố, dưới một đòn liền đập con rối nát bét. Tay của Lăng Hàn tìm tòi, nắm lấy khôi lỗi chi tâm đột nhiên lôi ra, chỉ thấy con rối màu bạc kia lập tức ngã xuống, không ngừng ngọ nguậy, giống như còn muốn hóa thành hình người, nhưng không cách nào làm được. Một bên khác, hổ nữ cũng kiếm ra viên khôi lỗi chi tâm thứ hai tan rã sức chiến đấu của con rối kia. Lăng Hàn vung tay lên thu thân thể hai con rối màu bạc vào trong hắc tháp, hắn muốn nghiên cứu một chút, nói không chắc còn có thể để hai con rối khôi phục sức chiến đấu, sau này bỏ bên cha mẹ, làm bảo vệ cho bọn họ. Mọi người tiếp tục đi xuống, đi không bao xa, lại thấy bốn con rối màu bạc xuất hiện tiến công về phía bọn họ. Lăng Hàn cũng lười xuất thủ, đẩy Hách Liên Tầm Tuyết ra ngoài, cô nàng này sợ đến rít gào, dùng viên gạch đập đến đập đi, đùng đùng đùng. Bốn con rối màu bạc bị đập thành mảnh vụn, Lăng Hàn thong dong nhặt khôi lỗi chi tâm ung dung hóa giải làn công kích này. Đại thiết đầu nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, tổ hợp ba người này cũng quá đáng sợ. Dưới cái nhìn của hắn, phòng ngự trong hang động quả thực là nước chảy không lọt, nhưng ở trước mặt ba người Lăng Hàn lại mỏng như giấy. Ca, này còn không phải con rối lợi hại nhất là màu vàng, phải cẩn thận. Hắn nhắc nhở, xem ra là triệt để ngã về phía Lăng Hàn. Hết cách rồi, bị Phùng Vĩ Kỳ phát hiện hắn mang người tới nơi này, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, bởi vậy hắn chỉ có ký thác hy vọng ở trên người Lăng Hàn. Màu vàng, lợi hại bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi. Sợ là đạt đến linh anh cảnh. Đại thiết đầu suy đoán nói. Ta cũng chỉ nghe nói có thủ vệ như vậy, nhưng căn bản chưa từng thấy. Linh anh cảnh sao? Lăng Hàn lộ ra vẻ suy tư, Linh Anh cảnh cũng không phải quá mức đáng sợ, chỉ cần để Hách Liên Tầm Tuyết hoặc hổ nữ kiềm chế, như vậy hắn hoàn thành xúc lực vạn pháp quy nhất, bộc phát ra một đòn đủ để chém Linh Anh cảnh. Không sợ. Hắn cười nói.
Bọn họ tiếp tục tiến lên, trong lòng núi phòng chừng đều đào rỗng, không gian bên trong lớn đến quá mức, đi một lúc sau chỉ thấy phía trước đứng trang nghiêm bốn pho tượng cao to, cao tới 5 trượng. Kỳ quái, trước chưa từng thấy có tượng đá như vậy. Đại thiết đầu có chút buồn bực nói. Trong ánh mắt Lăng Hàn lướt qua một đạo hàn mang, trực tiếp đập hôn mê đại thiết đầu thu vào hắc tháp, lấy ma sinh kiếm ra. Hiện tại hắn có 3 thanh bảo kiếm, nhưng khẳng định là ma sinh kiếm mạnh nhất, đây chính là linh khí cấp 10. Thẻ thẻ thẻ. Bốn pho tượng hơi rung động, bụi bặm không ngừng rớt xuống, oành, bốn pho tượng đồng thời nhảy tới trước một bước, hiện ra kim quang ấm ánh, khí tức đáng sợ lưu chuyển, khiến da rẻ người ta muốn xé rách. Quả nhiên là con rối linh anh cảnh. Hải nữ, ngươi chống trước đi. Lăng Hàn cười nói, liền bắt đầu xúc lực, chuẩn bị phóng đại chiêu. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Đáy của hang động. Hách Liên Tầm Tuyết đón nhận, viên gạch vung mạnh, ném tới bốn con rối màu vàng. Man lực của nàng tuyệt đối vượt qua cấp độ của linh anh cảnh, bốn con rối màu vàng kia đúng là cấp bậc linh anh cảnh, nhưng ở trước mặt nàng lại như trẻ con, không ngừng bị đánh bay. Có điều, không biết bốn con rối này dùng vật liệu gì làm thành, bị viên gạch vỗ một trận cũng không hư, mà chỉ lưu lại một lỗ thủng nhợt nhạt, đang lấy tốc độ chậm chậm khôi phục. Điều này làm cho Lăng Hàn rất kinh ngạc, coi như Phùng Vĩ Kỳ ở đây, hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ, bởi vì tuy sức chiến đấu của những con rối này chỉ bằng linh anh cảnh, nhưng chất liệu bản thân tương đương hóa thần cảnh, lại bị Hách Liên Tầm Tuyết đập một cách liền ra một lỗ thủng. Trái lại viên gạch trong tay nàng không chút hư hao, có thể thấy được độ cứng rắn vượt xa chân kim cấp 8. Đối với Lăng Hàn mà nói, xúc lực chỉ là một hai hô hấp, chuyện này đang đối kháng với đại địch thế lực ngang nhau, chút thời gian ấy đủ để lấy mạng của hắn, nhưng hiện tại hắn không hề có áp lực vận chuyển kiếm thế, tự nhiên rất nhanh liền xong. Tránh ra! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, thả người lên, ma sinh kiếm chém ra, một đạo kiếm khí to dài kích bắn, hóa thành một thần long, dương nanh múa vuốt quét tới một con rối. Bị kiếm ý của hắn khóa chặt, tổng thêm tốc độ của chiêu kiếm là căn bản không thể né tránh, huống hồ con rối căn bản không có ý nghĩ né tránh, chỉ xoay người lại đập một chưởng về phía Lăng Hàn. Oành! Ánh kiếm xẹt qua, con rối kia bị chặt đứt ngang eo, có điều Lăng Hàn cũng ăn một chưởng, bị đập bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Linh anh cảnh dù sao cũng là linh anh cảnh, coi như thể phách của Lăng Hàn có thể so với chân kim cấp 6 cũng vô dụng, bị một chưởng đánh cho thổ huyết. Cũng còn tốt, trên người hắn còn mặc lôi đình chiến giáp, dù chưa kích hoạt cũng đánh tan một bộ phận sức mạnh, bằng không Lăng Hàn không phải phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Lăng Hàn đứng vững bước chân, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh khí thần tăng vụt, tinh lực cả người sôi trào, bất diệt thiên kinh lưu chuyển, thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Lăng Hàn, ngươi thật giỏi. Hổ nữ vỗ tay, một đại khôi lỗi đã bị Lăng Hàn chặt đứt. Hàn thật mạnh. Hách Liên Tầm Tuyết cũng vỗ tay nói, nhưng đã quên còn có 3 con rối đang công kích nàng, chỉ cảm thấy kình phong kéo tới, nàng sợ đến rít gào một trận, vội vàng múa tung viên gạch trong tay, đùng đùng đùng. 3 con rối bị đập bay ra ngoài. Lăng Hàn nhìn chằm chằm con rối thứ hai, vạn pháp quy nhất thực sự là châu bò. Vừa nãy nếu như hắn sử dụng huyền diệu tam thiên 3000 công kích đánh vào chân kim cấp bậc hóa thần cảnh trên, lại có thể tạo được tác dụng gì? Nhưng hiện tại, vạn pháp quy nhất phối hợp ma sinh kiếm, lại có thể cắt ra chân kim cấp 8, thực sự là kinh người. Đương nhiên, Lăng Hàn còn phụ thêm cốt văn, gia tăng uy năng của kiếm khí, bằng không tổn thương là có thể thương tổn được, nhưng có thể thắng dứt khoát như thế hay không lại rất khó nói. Hắn bắt đầu tích trữ sức mạnh, chuẩn bị đòn thứ hai. Đáng thương những con rối kia căn bản không có thông minh, bằng không ăn qua một lần thiệt thòi, làm sao cũng phải giết chết hắn trước. Hoặc chí ít ngăn cản hắn phát động đại chiêu, nhưng bọn chúng đều dây dưa với Hách Liên Tầm Tuyết, tựa hồ quyết tâm gặm cuộc xương cứng này trước. Vèo, Lăng Hàn lại chém một kiếm. Liên tục 4 kiếm đi qua, 4 con rối đã biến thành 8 đoạn, nơi đứt gãy có chất lỏng quái lạ chảy ra, bóng mỡ, cũng không biết là món đồ gì. Lăng Hàn bất chấp, trước thu những con rối này vào hắc tháp, nói không chắc còn có thể lợi dụng một chút. Hắn thả đại thiết đầu ra nói, tiếp tục dẫn đường đi. Ca, những con rối kia đâu? Sắc mặt của đại thiết đầu trắng bệch hỏi, hắn chỉ nghe nói qua những con rối này mạnh đến kinh người, bất quá chưa từng thấy tận mắt, hiện tại 3 người Lăng Hàn ở đây, nhưng 4 con rối màu vàng kia lại không thấy, làm sao có thể không để hắn khiếp sợ. Xuân tâm quá độ, đi ăn ái rồi. Lăng Hàn thuận miệng nói. Thật sự, đại thiết đầu nghi hoặc con rối cũng có nhu cầu phương diện kia sao?
liên quan gì tới ngươi, nhanh dẫn đường cho ta. Lăng Hàn đạp ra một cước. Đại thiết đầu run rẩy nói. Ca, nơi này quá nguy hiểm, ngươi để ta đánh trận đầu, ta sẽ không còn mạng. Có tin ta để ngươi mất mạng ngay lập tức hay không? Lăng Hàn ơ ơ ma sinh kiếm. Đại thiết đầu không dám hé răng, ngoan ngoãn dẫn đường. Phía trước có thanh âm leng keng truyền đến, hẳn là đang đào móc món đồ gì, còn có ánh sáng rõ ràng truyền đến. Lăng Hàn bước nhanh đi lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một khối tiêm bi, nhưng chưa khai quật hết. Phía dưới có rất nhiều người đang đào móc, cũng không biết còn có bao nhiêu bộ phận chôn dưới đất. Khối tiêm bi này đen kịt, mơ hồ có ánh chớp lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện, cho thấy khối vật liệu này không bình thường. Lẽ nào là mặt ngọc? Lăng Hàn tự nói. Không đúng không đúng, mặt ngọc chỉ là vật liệu cấp 5, nhìn nơi này tựa hồ mặt ngọc còn chưa có tư cách bày biện ở đây nha. Hơn nữa, mặt ngọc rất sợ lôi điện, làm sao có khả năng có ánh chớp lấp lóe. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Hổ nữ nói tâm tư của nàng đơn thuần tự nhiên nhìn chằm chằm phương pháp trực tiếp nhất. Lăng Hàn cười ha ha nói. Vẫn là hổ nữ thông minh, đi chúng ta đi nhìn một chút. Cả. Đại thiết đầu vội vàng kêu lên, gấp đến độ mặt tái xanh. Lão đại của ta ở đây. Hắn chỉ về đằng trước, chỉ thấy một nam tử cầm bào đang đứng trước tiêm bi tựa hồ đang nghiên cứu thứ này. Vậy càng tốt, đi chào hỏi đi. Lăng Hàn cười nói, đá ra một cước, đại thiết đầu ôi một tiếng, nặng nề bay ra ngoài, té xuống đất, tứ chi mở ra, ngã chặt chẽ vững vàng. Động tính này quá lớn, nam tử cầm bào lập tức quay người lại, mà các công nhân đang ra sức làm việc cũng ngừng tay quay đầu nhìn lại. Đại thiết đầu. Nam tử cầm bào rên lên một tiếng, trên mặt lộ ra lửa giận và sát ý mãnh liệt, nơi này là cấm địa, bất luận người nào cũng không thể ra vào, bằng không hắn cũng không cần con rối trông coi. Công nhân nơi này chắc chắn sẽ bị hắn xử tử, nên quyết không tiết lộ bí mật được, nhưng một thủ hạ của hắn lại lén lén lút lút đến nơi đây, điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ, lẽ nào phòng ngự nước chảy không lọt của hắn xuất hiện sự cố. Hắn đương nhiên chính là Phùng Vĩ Kỳ, thân hình cao lớn, mặt như đao gọt, có một luồng khí thế không giận tự uy. Đại thiết đầu, sao ngươi tới nơi này? Hắn hỏi, rõ ràng là phòng ngự không có sơ hở nào, vì sao lại bị đột phá, hắn nhất định phải biết rõ. Cái này, tiểu nhân ngưỡng mộ hào quang của lão đại, ở dưới ánh sáng của lão đại hướng dẫn, trong lúc vô tình liền đi đến nơi này. Đại thiết đầu nói nhăng nói cuội, mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng chảy xuống. Hừ, lời này ngươi tin sao? Phùng Vĩ Kỳ cười lạnh nói. Phùng lão đại, nếu đại thiết đầu ngưỡng mộ ngươi như thế, sao hai vị không kết thành thần tiên quyến lữ? Lăng Hàn cười đi ra. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Vạn La Tán. Cả. Đại thiết đầu vội bò lên, bước nhanh chạy đến phía sau Lăng Hàn, sau đó nhìn Phùng Vĩ Kỳ vô cùng phách lối nói. Họ Phùng, thấy đại ca của chúng ta còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Tên này cũng thật biết cáo mượn oai hùng. Phùng Vĩ Kỳ lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Gia hỏa vẫn quỳ liếm ở trước mặt hắn lại dám nói chuyện với hắn như thế, thực sự là lật trời rồi. Hắn quét nhìn Lăng Hàn một chút, cười lạnh nói. Đại thiết đầu, cái gân nào của ngươi bị đứt, lại đi nương nhờ một tiểu tử miệng còn hôi sữa như thế. Nói bậy, Lăng Hàn không hôi một chút nào. Hổ nữ không cam lòng, chỉ vào Phùng Vĩ Kỳ nói. Đúng đúng, Hàn không hôi một chút nào. Hách Liên Tầm Tuyết cũng bất bình nói, còn hít Lăng Hàn một hơi thật dài chứng minh, rất có bộ dạng mê trai. Tên này lại dám mắng ngươi, đánh chết hắn. Đại thiết đầu hung hãn nói, dù sao hắn cũng đã phản bội, như vậy chỉ có Phùng Vĩ Kỳ chết hắn mới có thể sống, tự nhiên không ngại đâm đối phương một dao. Lăng Hàn cười cợt nói, tốt, ngươi lên đi. Đại thiết đầu vui vẻ, nhưng nghe đến câu ngươi lên đi thì lộ ra vẻ cười khổ, nếu hắn có thể đi còn đến phiên Phùng Vĩ Kỳ làm lão đại sao? Hắn vội vàng nói, ca, ta không được. Nam nhân làm sao có thể nói không được? Lăng Hàn nghiêm nghị nói, ca, ta không phải nam nhân. Đại thiết đầu không biết xấu hổ nói, hắn tình nguyện bị Lăng Hàn cắt rễ cũng không muốn giao thủ với Phùng Vĩ Kỳ, kia tuyệt đối là kết cục bị tiêu diệt. Hiện tại khẳng định Phùng Vĩ Kỳ hận hắn đến tận xương cốt. Đi. Lăng Hàn đá ra một cước, đại thiết đầu bay nhào ra ngoài, đâm đến Phùng Vĩ Kỳ. Muốn chết. Phùng Vĩ Kỳ hừ lạnh. Hắn lấy ra một thanh đại đao đỏ như máu, chém về phía đại thiết đầu một đao, có 9 đạo đao khí bay múa, cho thấy thiên phú võ đạo của hắn không tầm thường. Cứu mạng a! Đại thiết đầu vừa lấy binh khí ra chống đỡ,
vừa hô to cứu mạng. Hắn chỉ là sinh hoa tầng 2, nhưng Phùng Vĩ Kỳ là sinh hoa tầng 9, thậm chí đạt đến đỉnh phong. Bởi vì không cách nào đột phá Linh Anh, nên hắn chui luyện ở sinh hoa cảnh cực kỳ vững chắc, sức chiến đấu cao tới 15 tinh. Đại thiết đầu lại không phải thiên tài, chỉ là sức chiến đấu của sinh hoa tầng 2, làm sao có thể sánh ngang. Chỉ hai chiêu mà thôi, hắn liền bị một đao đánh bay, máu tươi tung tóe, rơi xuống bên chân Lăng Hàn. Ồ, ngươi về làm chi, không phải bảo ngươi đi chặt đầu chó tên kia sao? Lăng Hàn cười nói, lại muốn đá ra một cước. Đại thiết đầu vừa thổ huyết, vừa ôm chân Lăng Hàn thật chặt, khóc ròng nói. Ca, lại đánh nữa ta thật sẽ chết. Ôm chặt như thế, nói rõ ngươi còn sức lực, sức chiến đấu không kém đâu. Lăng Hàn lại đá một cước, đá đại thiết đầu ra ngoài. Đừng nhìn hiện tại đại thiết đầu này tội nghiệp, cực kỳ nghe lời, nhưng chỉ cần nghĩ tới nghề nghiệp của hắn, người như vậy lại có cái gì phải đồng tình. Liền để hai người chó cắn chó đi. Lão đại, ta sai rồi. Ta sai rồi. Đại thiết đầu lần thứ hai làm phản quỳ gối ở trước mặt Phùng Vĩ Kỳ. Lão đại, ta cũng là không có cách nào, tiểu tử kia muốn bảo hoa quốc của ta, ta mới bất đắc dĩ nhận tặc làm cha, kỳ thực tim ta vẫn hướng về lão đại, chưa từng có một khắc muốn phản bội. Phùng Vĩ Kỳ dùng mình một cái, gặp người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy vô liêm sỉ như thế. Hắn cười gằn nói. Đã như vậy, ngươi liền đi làm thịt tiểu tử kia báo thù. À! Đại thiết đầu ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên, bọn ngươi không nên chơi như vậy à, đều muốn hắn làm tiên phong, nhưng hắn mới có bao nhiêu cân lượng quá để mắt hắn rồi. Không đi! Phùng Vĩ Kỳ hung quang mãnh liệt, nắm đao thật chặt. Đi, không đi là khốn kiếp. Đại thiết đầu vội đứng lên, quay đầu đối mặt Lăng Hàn, vẻ mặt như khổ qua, nước mắt cũng chảy ra rồi. Hắn đi đến chỗ Lăng Hàn, nhưng chưa đi mấy bước liền nói. Ca, lão đại, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, đồng thời thảo luận võ đạo được không? Chết đi! Phùng Vĩ Kỳ không nhịn được, bổ tới một đao, phúc đại thiết đầu bị chém thành hai đoạn. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn nói. Nếu đến nơi này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Thật sao? Lăng Hàn mỉm cười đánh giá bốn phía. Nơi này là nơi nào? Một kẻ đã chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Phùng Vĩ Kỳ lạnh lùng nói, lại lấy ra một cái tán, khéo léo linh lung, ném về phía bầu trời. Cái tán này tự động mở ra, xoay vòng chuyển động, không ngừng lớn lên. Nếu là người chết, vậy biết nhiều một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì. Lăng Hàn cười nói. Đã nói rồi, người chết không cần biết nhiều như vậy. Phùng Vĩ Kỳ lệ quát một tiếng, cái tán kia thả ra một luồng sức mạnh dự bí, phàm ở dưới không gian nó bao phủ, đều bắt đầu biến hóa quái lạ. Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm giác được ngũ hành linh khí. Ha 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 ha, phát hiện không thích hợp chưa? Phùng Vĩ Kỳ cười to. Đây chính là vạn la tán từ thời kỳ thượng cổ lưu lại, có thể che kín bầu trời. Hiện tại, ta lấy vạn la tán che đi ngũ hành linh khí. Sở dĩ sinh hoa cảnh mạnh mẽ là bởi vì một đòn vung ra có thể xúc động thiên địa linh khí bổ trợ, bạo phát uy năng gấp trăm lần. Nhưng hiện tại, ngũ hành linh khí đều bị vạn la tán che đậy, ngươi mượn lực không được, so với thần thai cảnh chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Cái này thật là thứ tốt. Hắn còn kiêm tu thể thuật, nếu như che đậy cả ngũ hành cùng lôi linh khí, vậy lấy man lực của bản thân, ngay cả linh anh cảnh cũng có thể chiến một trận. Chết! Phùng Vĩ Kỳ giết tới, một đao chém qua, có lôi đình giật động. Chẳng trách ngươi lựa chọn che đậy ngũ hành linh khí, hóa ra ngươi tu luyện lôi hệ. Lăng Hàn bừng tỉnh, hắn chém ra một kiếm nghênh đón đối phương, quả nhiên, ngũ hành linh khí bị che đậy, hắn vung ra một chiêu kiếm không được thiên địa linh khí tăng cường, uy lực giảm mạnh. Không tệ, đáng tiếc ngươi biết quá chậm. Phùng Vĩ Kỳ vung vẩy huyết đao chém tới. Keng! Bảo kiếm chém lên huyết đao, bùng ra một chuỗi hỏa tinh. Cái gì? Phùng Vĩ Kỳ lộ ra vẻ kinh hãi, ở dưới đòn đánh này, Lăng Hàn lại không có bị hắn đánh bay. Lẽ nào xảo như vậy, tiểu tử này cũng tu lôi hệ, vừa vặn không bị khắc chế. Không đúng, trên chiêu kiếm đó rõ ràng không có lôi linh khí giật động. Ngươi! Sao ngươi có khả năng chặn một đao này của ta? Hắn không nhịn được hỏi. Muốn biết sao? Lăng Hàn cười ha ha. Dùng bí mật nơi này đến trao đổi đi. Đừng hòng! Phùng Vĩ Kỳ hét lớn một tiếng. Lần thứ hai múa đao chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài nói. Nói cũng không nên quá tuyệt, nếu không chút nữa sẽ lung túng. Chết, chết, chết. Phùng Vĩ Kỳ hét lớn, không ngừng múa đao, muốn chém giết Lăng Hàn tại chỗ.
Lăng Hàn không sợ, thể thuật của hắn tăng lên rất nhanh, cách cấp đầu nguyên lực cũng không xa, để hắn ở dưới tình huống không cách nào mượn dùng thiên địa linh khí, vẫn nắm giữ sức chiến đấu khoảng 15 tinh. Một khi hắn chăm chú, Phùng Vĩ Kỳ lập tức rơi vào hạ phong. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Bảo khố của cổ vương triều. Giao thủ chỉ mười mấy chiêu, Lăng Hàn đánh bay huyết đao của Phùng Vĩ Kỳ, gác kiếm lên cổ đối phương. Hắn cười hì hì nói. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chưa? Muốn giết cứ giết. Phùng Vĩ Kỳ lại không lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Có điều, rất nhanh ngươi sẽ không còn mạng nữa. Há, lẽ nào ngươi còn có thể nguyền rủa sao? Lăng Hàn cười nói, nếu đối phương thật có bảo vật như chú Bình, vậy hắn sẽ kiêng kỵ một chút. Con trai của ta là cường giả linh anh cảnh, thậm chí còn là linh anh cảnh đỉnh phong. Phùng Vĩ Kỳ cười to nói. Ngươi giết ta, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Bất luận ngươi trốn đến đâu, hắn cũng có thể tìm được, giết chết ngươi. Ta còn cho rằng ngươi không sợ chết, làm nửa ngày thì ra là đang uy hiếp ta, muốn ta không giết ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, vỗ vỗ mặt của đối phương cười nói. Ai không sợ chết chứ, nếu có thể sống, đương nhiên ai cũng không muốn chết. Ngươi nói tình huống của nơi này cho ta một chút, dù sao chúng ta không có cừu oán gì cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Phùng Vĩ Kỳ cười gằn nói. Đừng hỏng. Ta mới vừa nói tuyệt không có nửa điểm hư ngôn, con trai của ta chính là Tuyệt Đao Tông Tiểu Đao Vương, không tin, ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi thăm. Lăng Hàn sờ cằm nói. Thông thường ta chỉ gặp nhị thế tổ vung vẩy cờ hiệu của cha mẹ làm giữ, không nghĩ tới lại gặp một cái ỷ vào uy danh của nhi tử hoành hành bá đạo, thật mới lạ. Hắn đập Phùng Vĩ Kỳ hôn mê thu vào trong hắc tháp, dự định cẩn thận tra khảo một chút. Cái dù này thật đẹp. Mất đi Phùng Vĩ Kỳ khống chế, vạn la tán từ giữa bầu trời rớt xuống, bị Hách Liên Tầm Tuyết cầm ở trong tay, cô nàng này yêu thích không buông tay thưởng thức. Lăng Hàn đi tới nhìn, không khỏi cau mày nói. Cái này thật giống như không phải nguyên bản, mà là hàng nhái. Trên chuôi tán có khắc từng đạo mạch văn, hết sức phức tạp, nhưng dấu vết rất mới, không giống vật phẩm cổ xưa chút nào. Nếu như nói linh khí này là tân chế, như vậy không thể chỉ có một kiện, hơn nữa, những tài liệu này chỉ cấp 6 mà thôi, như vậy nếu như còn có vật liệu cấp 7, cấp 8, có phải là có thể làm ra vạn la tán càng mạnh hơn không? Phải cẩn thận thẩm vấn Phùng Vĩ Kỳ này. Lăng Hàn và hổ nữ tiến vào hắc tháp, Hách Liên Tầm Tuyết lại không thể làm gì khác hơn là hờn dỗi ngồi đó. Nói sự tình của hang động này, rõ ràng mười mươi cho ta. Lăng Hàn nhìn Phùng Vĩ Kỳ, lấy ngữ khí bình tĩnh nói. Ha ha, vọng tưởng. Phùng Vĩ Kỳ rất lưu manh, nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ sợ hãi, đột nhiên từ địa quật đi tới một địa phương không tên, cái này vượt qua lẽ thường, để hắn không nhịn được sản sinh hoảng sợ. Lẽ nào hắn ngất xỉu rất nhiều ngày? Lăng Hàn cười nhạt nói. Ở đây, không ai có thể nói không với ta, ngươi cũng không ngoại lệ, ta có rất nhiều biện pháp săn vặt ngươi, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Phóng ngựa đến đây đi, nếu lão tử nói một tiếng chính là tôn tử của ngươi. Phùng Vĩ Kỳ nghệnh cổ nói. Nửa ngày sau. Ta nói, ta cái gì cũng nói. Phùng Vĩ Kỳ thảm thiết nói, nửa ngày qua hắn ăn hết các loại hình pháp không thể tưởng tượng nổi, cái gì hỏa thiêu, dìm nước chôn hố gai. Để hắn chết đi sống lại chết đi, thực sự là sống không bằng chết, muốn chết lại chết không được. Hiện tại hắn chỉ cầu một giải thoát. Ngươi thực sự là lão tử của Tiểu Đao Vương. Lăng Hàn hỏi. Vâng, ta thực sự là cha của hắn. Phùng Vĩ Kỳ thở gấp nói, ánh mắt đã không có tập trung, thật giống như choáng váng. Vì sao ngươi lại tới nơi này? Lăng Hàn hỏi. Thời điểm con trai của ta thăm dò di tích cổ, phát hiện manh mối liên quan tới nơi này, là hắn đi tới trước được một chút đồ cổ. Nhưng con trai của ta chuyên tâm tu luyện, bởi vậy ta liền lại đây chủ trì đào móc công trình này. Nơi này đến cùng là nơi nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cái này thuộc về một cổ vương triều ở mấy chục vạn năm trước. Phùng Vĩ Kỳ nói, nhưng kế tiếp lại để Lăng Hàn chấn động. Cổ vương triều này muốn khai thiên, để toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục phi thăng thần giới, nhưng thất bại, nơi này chỉ là một kho báu của cổ vương triều năm xưa kia. Khai thiên, lại là khai thiên. Lăng Hàn khiếp sợ, cổ vương triều kia quyết đoán thật lớn, muốn đưa toàn bộ đại lục thăng nhập thần giới, để phàm nhân trở thành thần dân, ngẫm lại cũng khiến người ta tê cả da đầu. Nói một chút, ngươi đào ra bao nhiêu bảo vật ở đây? Phùng Vĩ Kỳ bàn giao từng cái, Lăng Hàn càng nghe trong lòng càng ngày càng kinh.
Nơi này nhiều nhất chính là con rối, ngoại trừ ba loại kim, ngân thiết ra còn có loại kim cương, nhưng chỉ có một bộ, sớm bị tiểu đao vương cầm đi, mà loại con rối này nếu toàn lực phát uy tương đương với một cường giả hóa thần cảnh, càng đáng sợ chính là nó nắm giữ trí tuệ tương đối. Mặt khác, số lượng con rối cũng hơn xa Lăng Hàn nhìn thấy, đều bị tiểu đao vương cầm đi, còn đối phương muốn làm gì, Phùng Vĩ Kỳ cũng không biết, hắn chỉ thay nhi tử khai thác di tích cổ này mà thôi. Ngoại trừ con rối, còn có chiến thuyền mà trước kia Lăng Hàn nhìn thấy, chỉ phân hai loại màu vàng và màu đen. Chiến thuyền màu đen có thể uy hiếp sinh hoa cảnh, số lượng nhiều đến 100 chiếc. Chiến thuyền màu vàng có thể đánh giết linh anh cảnh, số lượng chỉ có 10 chiếc, nơi này chỉ có một chiếc, cái khác đều ở trong tay tiểu đao vương. Cũng may, chiến thuyền kia không ở bên người Phùng Vĩ Kỳ, bằng không Lăng Hàn sẽ không dễ dàng bắt Phùng Vĩ Kỳ như vậy, mà là bị đuổi giết. Chiến thuyền màu vàng không chỉ uy lực lớn, hơn nữa còn là loại bảo khí phi hành, dài không tới 3 trượng, tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao nguyên tinh cũng nhiều. Hắc một đảo này vững như thành đồng vách sắt, nên Phùng Vĩ Kỳ chưa từng nghĩ tới hắn cần vận dụng bảo khí kia. Ngoài ra, các loại linh khí thực dụng tỉ như vạn bảo tán, đây quả thật là hàng nhái, bởi vì chính phẩm đã hư hao, nhưng vẫn để hóa thần cảnh không thể cảm ứng được linh khí, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn không khỏi cảm thán, lúc trước cổ vương triều này cường thịnh đến mức độ nào, đây chỉ là một kho báu trong đó mà thôi, nhưng các loại bảo vật đã để hắn hoảng sợ. Có điều trọng yếu nhất vẫn là khối tiêm bi kia, có người nói nó dính đến một môn thần thông, 3 năm qua cũng chỉ có khối tiêm bi này chưa khai quật được, sức mạnh sấm sét quá đáng sợ, ảnh hưởng tiến độ rất lớn. Từ tư liệu mà tiểu đao vương thu được đến xem, cổ vương triều kia tổng có 4 môn thần thông, phân biệt phong ấn ở trong 4 bảo khố, thần thông ở nơi này xưng lôi động cửu thiên, là thần thông yếu nhất trong 4 môn, thần thông mạnh mẽ nhất xưng là cửu sát thiên công, có hiệu quả nghịch loạn sinh tử. Tiểu đao vương rất lưu ý môn thần thông này, cách một quãng thời gian sẽ dò hỏi tiến độ đào móc, nếu không phải thân phận của hắn đặc thù, kỳ thực là muốn tự mình tỏa chấn. Lần này tiện nghi ta, Lăng Hàn nói. Thần đạo đan tôn, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 596, lôi động cửu thiên. Lăng Hàn ra hắc tháp, đi tới trước tiêm bi, các công nhân sớm đã sợ đến chạy tứ tán, hiện tại ở đây trống rỗng. Hàn, ngươi lại không để ý tới ta. Vẻ mặt của Hách Liên Tầm Tuyết như đưa đám nói, có vẻ cực kỳ oan ức. Lăng Hàn không nói gì, lúc trước hải nữ này khí thế hùng hổ, không coi ai ra gì, cực kỳ thô bạo. Nhưng hiện tại lại một bộ gặp cảnh khốn cùng, trước sau tương phản quá nhiều, để hắn không kịp thích ứng. Mà đối mặt một Hách Liên Tầm Tuyết như vậy, để hắn rất khó liên lạc nàng với công chúa bá đạo trước kia, sinh sát ý với nàng. Cái này cũng là một mớ bòng bong nha. Lăng Hàn thở dài, thật không biết sau khi Hách Liên Tầm Tuyết khôi phục ký ức, hai người phải nên kết thúc như thế nào. Hách Liên Tầm Tuyết lôi kéo góc áo của Lăng Hàn, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hiện tại nàng chỉ là một cô gái bé bỏng, sở cầu rất ít. Không ai đào, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Lăng Hàn nói tính cách của hắn không thích nô dịch người khác, nếu các công nhân chạy sạch, hắn sẽ không bắt những người kia về tiếp tục làm việc. Hổ nữ cũng xuất hiện, móng vuốt của tiểu nha đầu vô cùng sắc bén, dùng để đào móc là không thể tốt hơn. Trước kia công nhân đều không dám áp sát quá gần, chỉ đào ở ngoài 10 trượng, hình thành một cái hố sâu, còn Phùng Vĩ Kỳ thì lấy huyết đao đánh ra đao khí, ở xa cắt gọt, chém xuống đất đá trên tiêm bi, nên chậm đến thảm thương. Lăng Hàn nhanh chân đi về phía trước, tiêm bi giống như sống lại, ánh chớp đan dệt, đột nhiên đánh ra một tia chớp, đánh lên người Lăng Hàn. Đùng, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, trên người có khói đen bốc lên, da thịt bị đốt cháy một ít. Thật đáng sợ, thể phách của hắn là chân kim cấp 6, lại bị một đòn đốt cháy, lực lượng sấm sét này không thể coi thường. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, phát động lôi đình chiến giáp, lấy lôi chống lôi, ngược lại muốn xem sẽ có kết quả gì. Hắn lại đi về phía trước, Một tia điện đánh tới, lần này, lôi đình chiến giáp phát uy cản tia chớp này lại, lẫn nhau đan dệt, hình thành điện lưu lít nha lít nhít, tình cảnh rất kinh người. Lôi đình chiến giáp như tự chủ kích hoạt, triển khai đấu pháp với tiêm bi, uy năng đã vượt qua cực hạn mà Lăng Hàn có thể kích phát, toàn bộ hang động đều là chớp giật, xì xì xì. Điện lưu như roi đánh lên núi, hiện ra từng vết thâm ngân. Toàn bộ hầm núi rung động thật giống như muốn tan vỡ. Chơi vui. Hổ nữ hoan hô một tiếng, cũng đánh tới. Trở về.
Lăng Hàn vội kêu một tiếng, hắn là ỷ vào lôi đình chiến giáp mới có thể chống lại, bằng không khẳng định sẽ lập tức trốn vào hắc tháp. Còn tiểu nha đầu, tuy yêu nghiệt, nhưng còn không cách nào đối kháng sức mạnh sấm sét như vậy. Nhưng ngoài ý muốn chính là hổ nữ ở trong sấm sét lại như không có chuyện gì xảy ra, không chỉ như thế, nàng còn như trở thành trung tâm lôi đình, thân thể hóa thành cái động không đáy, vô số lôi đình bị nàng hấp thu. Lăng Hàn, nữ cảm giác rất kỳ quái. Hổ nữ nói trong tròng mắt của nàng có gì tượng làm loạn, có ngôi sao tan nát, có cường giả vẫn lạc, tỏa ra tang thương vô tận, cũng có uy thế vô cùng. Hách Liên Tầm Tuyết lạnh run, dù trên thực tế nàng là cường giả thiên nhân cảnh cũng không cách nào đối kháng cố áp lực này, chỉ có thể ngồi trên đất, mồ hôi chảy như mưa. Lăng Hàn cũng thiếu chút nữa quỳ xuống, nhưng hắc tháp ở trong đan điền nhẹ nhàng chấn động, tỏa ra một luồng khí tức chí cao vô thượng, trục xuất uy thế của hổ nữ, để hắn khôi phục bình thường. Hổ nữ, nhanh lui ra. Lăng Hàn biết lôi đình kia không tổn thương được hổ nữ, nhưng đối phương biến hóa quái lạ, hơn nữa hắn vẫn lo lắng linh căn hình người của hổ nữ có thể phục sinh thay thế hổ nữ hay không. Xì xì xì, tiêm bi và lôi đình chiến giáp đều tỏa hào quang mãnh liệt, mạch văn không ngừng tan rã, chỉ trong chớp mắt, hết thảy lôi điện đều biến mất, cả hang động trở nên đen kịt, cây đuốc sớm đã bị lôi đình chảm diệt. Trong bóng tối, chỉ thấy toàn thân hổ nữ phát sáng, cả người tỏa ra khí thế kinh người. Thời khắc này nàng không còn là tiểu nha đầu tham ăn, mà giống như hóa thân thành tồn tại vô thượng, trên có thể phá nát bầu trời, dưới có thể xuyên thủng cửu. Nếu không phải Lăng Hàn còn có hắc tháp giúp đỡ, lúc này hắn khẳng định nằm trên mặt đất, ngay cả khí lực động tay cũng không có. Nhìn Hách Liên Tầm Tuyết liền biết rồi, đã co lại thành một đoàn, ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Đùng, lôi đình chiến giáp trên người Lăng Hàn vỡ vụn, hóa thành mục nát, tinh hoa trong chiến giáp bị đánh sạch sẽ, để vật liệu cấp 10 biến thành sắt vụn. Tiêm bi cũng như bị thương nặng, sức mạnh sấm sét trở nên cực kỳ yếu ớt. Hổ nữ ngã rầm trên mặt đất, ngất xỉu. Lăng Hàn vội chạy tới, ôm lấy tiểu nha đầu tra tìm khí tức của đối phương, cũng còn tốt, nàng chỉ hôn mê bất tỉnh, cơ năng thân thể không bị hao tổn gì. Đến cùng nha đầu này có lai lịch gì? Lăng Hàn thở dài, dẹp hiếu kỳ trong lòng, thu tiểu nha đầu vào hắc tháp. Hách Liên Tầm Tuyết đứng lên, ánh mắt hơi mê man, cả người cũng có chút si ngốc, đi tới gần khối tiêm bi kia. Hiện tại thần trí của nàng có chút không rõ ràng, duỗi tay ấm về phía thân bi lộ ra ngoài. Ngươi cũng phát sổ theo sao? Lăng Hàn vội nhảy tới, muốn kéo nàng trở về, nhưng lực lượng thân thể của hải nữ này quá đáng sợ, hắn lại không thể kéo về được. Tay của Hách Liên Tầm Tuyết đã ấm tới tiêm bi, nhất thời, Lăng Hàn cảm thấy một luồng ký ức cuồn cuộn xung kích ở trước mặt hắn hình thành hình ảnh đồ sộ, một võ giả thân hóa lôi đình áp chiến ở trên bầu trời. Hắn thực rất mạnh mẽ, bị công kích thì thân hóa lôi đình lẩn tránh, mà song quyền oanh kích, sức mạnh sấm sét bạo phát, có thể hủy diệt tất cả. Thần thông Lôi Động Cửu Thiên. Nguyên bản, môn thần thông này được sức mạnh sấm sét bảo vệ tuyệt đối không thể bị học như thế, nhưng lôi đình chiến giáp và tiêm bi hình thành liên hệ kỳ diệu, lại bị hổ nữ loạn vào, hấp thu lượng lớn sức mạnh sấm sét, tiêm bi cũng mất đi bảo vệ, dễ dàng liền truyền thừa thần thông. Từng ký tự phát sáng ở trong đầu Lăng Hàn, hiện tại hắn và Hách Liên Tầm Tuyết ôm nhau, bởi vậy Lôi Động Cửu Thiên truyền thừa cũng đồng thời rơi xuống trên thân hai người. Thân hóa lôi đình, phá diệt vạn thế. Xì xì xì. Lôi điện tàn dư đan dệt ở trên người bọn họ, đốt quần áo trên người bọn họ thành tro bụi, hai người tứ chi dây dưa, dung thành một thể. Ở dưới thần thông trùng kích, Lăng Hàn cũng mơ mơ màng màng, thật giống như mơ một giấc mơ kỳ quái, hắn biến thành một tên long kỵ sĩ, muốn hàng phục một con long không an phận, dây dưa, đánh xé. Cuối cùng hắn đương nhiên thắng, cưỡi ở trên thân rồng, hung hăng phi cưỡi, rất thoải mái. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn bởi vì lực kiệt mà ngủ thiếp đi, chỉ có ánh chớp vô tận hóa thành từng lôi phù khắc vào đầu, đó là chân nghĩa của Lôi Động Cửu Thiên. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Không thấy hải nữ. Lăng Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn bò lên, không khỏi ồ một tiếng. Phát hiện trên người lại không mảnh vải che thân, vội lấy quần áo ra mặc vào. Hắn đứng lên, hơi suy nghĩ, có lẽ quần áo trên người bị lôi điện đan dệt phá nát. Dù sao, lôi đình chiến giáp cũng bị phá hủy mà. Hắn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, kia là linh khí cấp 10A, tuy tổn hại, nhưng vẫn là một chí bảo ghê gớm. Ô, hải nữ đâu? Lăng Hàn đưa mắt nhìn, nhưng không thấy cô dâu nhỏ kia. Kỳ quái, không phải nữ nhân này cả ngày dính hắn sao, lại còn có thời điểm thất tung.
chạy đi nơi nào rồi? Lăng Hàn đưa hổ nữ và Trư Toàn Nhi ra, tiểu nha đầu đúng là quái thai, ngủ một lúc liền tỉnh, lại không có tim không có phổi, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hổ nữ, ngươi có cảm giác cái gì không giống không? Lăng Hàn hỏi. Hổ nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Hiện tại nữ biết cái này. Nàng giương tay phải lên tư. Tia chớp nổ ra, hóa thành một đạo hồ quang đánh ra ngoài, đùng trên vách núi đối diện có thêm một lỗ thủng to. Lôi! Lôi đồng cửu thiên! Lăng Hàn kinh ngạc, hắn chỉ là được truyền thừa môn thần thông này, nhưng tiểu nha đầu lại có thể sử dụng. Quên đi, tiểu nha đầu vô cùng quái lạ, chỉ cần nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Lăng Hàn lại đi xem tiêm bi, phát hiện tấm bia đá kia đã bị cắt thành mười mấy khúc. Phù hiệu phía trên ảm đạm, mơ hồ, hắn đưa tay đè lên, nhưng đoạn thạch này lập tức tan nát, hóa thành mảnh vụn. Truyền thừa đã không còn, bị hắn và Hách Liên Tầm Tuyết thu, người khác đều vô duyên với môn kỳ thuật này. Lăng Hàn muốn truyền cho người khác, vậy hắn phải luyện môn thần thông này đến đại thành, lấy pháp lực khắc thần thông ra. Hiện tại, hắn không thể khắc môn thần thông này bởi vì căn bản không có khẩu quyết, hắn được chỉ là đạo pháp thuần túy nhất. Kỳ quái, sao hải nữ vẫn chưa về? Lăng Hàn tự nói, cất giọng kêu một hồi, tiếng vang không ngừng, nhưng không thấy nữ nhân kia xuất hiện. Ba người tìm kiếm, nhưng Thủy Chung không tìm được, kết quả này lại làm cho hổ nữ rất hài lòng, bởi vì nàng và Hách Liên Tầm Tuyết tranh cướp chưa từng chiếm thượng phong, hiện tại nữ nhân kia biến mất, nàng vỗ tay còn không kịp. Không có tìm được Hách Liên Tầm Tuyết, nhưng lại tìm được chiếc chiến thuyền màu vàng, cũng không biết là dùng vật liệu gì chế tạo, chỉ dài 3 trượng, rộng khoảng 1 trượng, bên trong lại còn có một khoang thuyền tinh xảo, nói là chiến thuyền, chẳng bằng nói là một hành cung giản dị có thể di động. Phía trên này xác thực lắp đặt một bệ nguyên tinh pháo, có thể áp xúc sức mạnh trong nguyên tinh lại đánh ra, lực phá hoại kinh người. Nhưng cũng cần rất nhiều nguyên tinh, để vào cấp bậc nguyên tinh gì sẽ đánh ra công kích đẳng cấp ấy, nhưng hạn mức tối đa là linh anh cảnh. Lăng Hàn cân nhắc một lúc, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng nguyên lý hoạt động, lấy thần thức truyền vào một khối thủy tinh ở đầu thuyền, liền có thể tự do khống chế, dựa vào lực lượng nguyên tinh chạy đi có thể lăng không phi hành. Thứ tốt chỉ là quá đốt nguyên tinh. Lăng Hàn gật đầu, có vật này, ra bên ngoài sẽ không cần xe ngựa, tốc độ còn rất nhanh. Phá hủy một lôi đình chiến giáp, đổi được một môn thần thông lại thêm món bảo khí này cũng không tính thiệt thòi. Lăng Hàn nói, nhưng vẫn có chút tiếc. Lôi đình chiến giáp dùng rất tốt. Chẳng lẽ cô gái ngốc kia tự mình chạy? Ba người ra hang động, lại tìm một lúc, nhưng vẫn không thấy hình bóng của Hách Liên Tầm Tuyết. Ở lại nơi này 3 ngày, nếu còn không gặp cô gái ngốc kia, chúng ta sẽ đi. Lăng Hàn làm ra quyết định. 3 ngày này tự nhiên không thể lãng phí, Lăng Hàn bắt đầu tu luyện lôi đồng cửu thiên, vô số phù hiệu lưu chuyển ở trong đầu chuyển hóa thành thể ngộ của hắn, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì đã vượt qua tầng thứ này. Bởi vậy, thần thông truyền thừa cũng không phải thông qua văn tự, mà là các loại lạc ấm, như chân thị chi nhãn chính là lạc ấm trong nhãn cầu, diệt long tinh thần tiến là pho tượng, lôi động cửu thiên là tiêm bi. 3 ngày thoáng một cách đã qua, Lăng Hàn phất tay có một tia điện lóng lánh, xì 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 vang vọng. Đáng tiếc, ta không có lôi linh căn, bằng không phối hợp lôi động cửu thiên này uy lực còn có thể mạnh hơn một ít. Lăng Hàn lắc đầu thở dài, môn thần thông này thật không bình thường, hiện tại hắn mới lãnh hội chút ra lông, chỉ có thể đánh ra chớp giật mà thôi. Mà tu luyện tới cấp độ nhất định, hắn có thể hóa thân thành lôi đình, chẳng những lần tránh được sức mạnh trực tiếp xung kích, tốc độ cũng nhanh kinh người. Không phải hết thảy công kích đều có thể miễn, mà chỉ có lực lượng thuần túy, bởi vì lực lượng mạnh hơn cũng không thể tổn thương lôi điện. Nhưng hỏa diễm, băng xương hay nguyên tố công kích vẫn có thể tạo thành uy hiếp cho lôi đình chi thân. Cuối cùng có thể tạo thành thương tổn thế nào, vậy thì phải xem sức chiến đấu của song phương. Ít đi lôi đình chiến giáp, nhưng có thêm lôi đình chi thân, nhìn trước mắt tự nhiên là thiệt thòi, nhưng nhìn lâu dài, lại kiếm lời lớn, dù sao giáp bảo vệ cũng là vật ngoại thân, hơn nữa đã hư hao, không thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Có điều, ta cách thân hóa lôi đình còn rất dài. Lăng Hàn lắc đầu, đứng dậy, 3 ngày đã qua, nhưng Hách Liên Tầm Tuyết vẫn không có hình bóng, thật giống như thất tung vậy. Kỳ quái, lẽ nào cô gái ngốc kia khôi phục ký ức? Lăng Hàn thầm nói. Cũng không đúng, nếu như nàng khôi phục ký ức, sẽ buông tha ta sao? Không nói những cái khác, những ngày qua nàng khẳng định biết trên người ta có một bảo vật, có thể chứa đựng vật còn sống. Hơn nữa, chú Bình nàng cũng không cần. Quái lạ, tâm lý của cô gái ngốc quả nhiên khác với tất cả mọi người, không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Thiên địa quá lớn, nếu một người thật muốn biến mất, thì làm sao có khả năng tìm được?
Lăng Hàn có thể kết luận, lúc đó hắn như Hách Liên Tầm Tuyết cùng tiếp nhận thần thông truyền thừa, sau đó là tiếp thu lượng lớn ký ức, bọn họ đồng thời hôn mê. Hẳn là Hách Liên Tầm Tuyết tỉnh lại trước, nhưng cô nàng này lựa chọn rời đi, nếu là kẻ địch, sao không thuận tay giết hắn? Quên đi, mặc kệ, ngược lại là kẻ địch, đi càng tốt hơn. Lăng Hàn tự nói, nhưng người không phải cỏ cây, ở chung thời gian lâu như vậy, trong chớp mắt thiếu một người cả ngày lôi kéo góc áo, hắn thật có chút không quen. Bọn họ ngồi trên kim thuyền, Lăng Hàn khởi động, nó lập tức bay lên, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Từ bên ngoài xem, thân thuyền là một thực thể, nhưng ở trong khoang thuyền nhìn ra, lại trong suốt, tầm nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vô cùng thần kỳ. Điều này làm cho ba người tất tắc kêu kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền hờ hững, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thịt thì ăn thịt. Con rắn thật lớn. Hổ nữ đột nhiên vỗ tay nói. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đáy hồ đột nhiên bay lên một con quái vật khổng lồ, bộ phận lộ ra đắc như gò núi, lớn khủng bố. Dù bọn họ ở trong thân tàu, Lăng Hàn vẫn cảm nhận được uy thế đáng sợ, Chư Toàn Nhi dựa vào trong ngực hắn, cực kỳ yếu đuối. Con lão giao ngàn năm kia. Chạy mau, nó không phải thiên nhân cảnh, sợ là đã bước vào phá hư. Lăng Hàn vội ra tốc chiến thuyền. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Tiểu đao vương giá lâm. Cũng còn tốt, con đại giao kia căn bản không để bọn họ ở trong mắt, tự nhiên vươn mình một cái, lại chìm vào trong hồ, thân hình giống như núi biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị con yêu thú kia nhìn chằm chằm, vậy kim thuyền là khẳng định khó giữ được, chỉ có lập tức trốn vào trong hắc tháp. Kim thuyền phá không mà đi, sau 7 ngày bọn họ mới xuyên qua hồ lớn. Trung Châu lớn hơn 4 vực khác rất nhiều. Lăng Hàn cảm khái nói kiếp trước Hằng Thiên Đại Lục là một thể thống nhất, không giống hiện tại, có giới vực phân cách, để cường giả rất khó lui tới lẫn nhau. Đúng a, có người nói 4 vực gộp lại mới có thể so sánh bằng Trung Châu. Chư Toàn Nhi gật đầu. Hổ nữ núp ở trong lồng ngực Lăng Hàn, rất hiếm thấy không có làm ầm ĩ, cũng không có biến thành kẻ tham ăn, yên tĩnh có chút quá mức, để Lăng Hàn đau lòng. Từ khi tiểu nha đầu hấp thu sức mạnh của Tiêm Bi và Lôi Đình chiến giáp, thì thường xuyên sẽ sững sờ, có vẻ mất tập trung. Bọn họ tiếp tục tiến về Phi Hoa quận, Lăng Hàn và Chư Toàn Nhi thay phiên lái thuyền, hổ nữ là không thể hy vọng cho nàng lái thuyền, vậy không chắc sẽ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, càng chạy càng xa. Thời điểm không lái thuyền, Lăng Hàn liền nghiên cứu Lôi Đồng Cửu Thiên, trải qua mười mấy ngày, hắn lại thu được tiến bộ, tuy vẫn chưa thể thân hóa Lôi Đình, nhưng tốc độ tăng lên rất nhiều. Có điều trong truyền thừa nói, muốn chân chính học được Lôi Đồng Cửu Thiên, nhất định phải chịu đựng thiên lôi oanh kích, dẫn lực lượng thiên lôi ra trì cải tạo bản thân, lúc này mới có thể hóa thân lôi điện. Chỉ là làm sao dẫn dắt lôi điện ta còn không chắc chắn, tùy tiện đi, chỉ sợ ta chỉ có phần bị lôi điện đánh chết. Việc này không thể nóng vội, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được, nhưng tin tưởng lấy ngộ tính của ta, nhiều nhất một tháng, ta có thể làm ra thử nghiệm. Ai, phải ăn sét đánh, ta là tạo nghiệp gì chứ? Lăng Hàn thở dài, thời điểm đang tự giễu trong lòng hắn bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng lái kim thuyền lệch phương hướng, vèo, một đạo đao khí chém tới, ánh đao kinh thế, phảng phất ngôi sao trên trời cũng có thể chém xuống. Vì chuyển hướng gấp, để Chư Toàn Nhi và hổ nữ đều lảo đảo một cái. Có chuyện gì vậy? Chư Toàn Nhi vội vàng hỏi. Chúng ta bị công kích, là tên ghê tởm nào, lại dám tập kích nữ đáng yêu? Hổ nữ giận tím mặt, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước mặt ngoài trăm trượng, đang có một nam tử hư không mà đứng, bộ dáng hơn 20 tuổi, cả người có hào quang ấm ánh phun trào, không ngừng hóa thành các loại hình đao, chỉ dương lên, liền xé rách không gian, cực kỳ đáng sợ. Linh Anh cảnh. Hơn nữa còn không phải vừa vào Linh Anh cảnh, mà là Linh Anh tầng 9, một chân bước vào hóa thần cảnh. Người này cũng không có trẻ như bề ngoài, mà là cảnh giới tăng lên, dung nhan biến hóa rất chậm, kết hợp cảnh giới và tinh lực của hắn, người này chí ít qua 30, còn có đạt đến 40 hay không thì khó xác định, dù sao không chắc cốt linh thì chỉ có thể suy đoán đại khái. Nhưng coi như 40, thành tựu của người này cũng có thể nói chắc việc. Kiếp trước Lăng Hàn là đan đạo đế vương, lấy cắn dược tăng cao thực lực, nhưng ở tuổi này chỉ mới bước vào sinh hoa mà thôi. Đời này, hoàn cảnh thiên địa thay đổi, tùy tiện kéo mấy thiên tài đi ra liền phá ghi lại của kiếp trước. Này Thanh Thiên Bạch Nhật, không cửu không oán, ngươi ra tay hại người như vậy thật không hay đâu. Lăng Hàn cũng không có ra khoang thuyền, mà nhàn nhạt nói. Nếu ngươi ở trong Kim Long thuyền, vậy thì không phải không cửu không oán nữa. Nam tử kia lạnh lùng nói.
Thật to gan, ngay cả đồ vật của ta cũng dám mơ ước. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Ngươi là Tiểu Đao Vương. Hừ, nếu biết uy danh của ta còn không thả cha ta ra, lại tự sát tạ tội. Nam tử kia ngạo nhiên nói, cũng không có phủ nhận thân phận. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách đối phương vừa nhìn thấy kim thuyền liền phát động công kích. Người khác nhận không ra kim thuyền, lẽ nào hắn lại không quen biết. E là đối phương đã đi qua hang động, phát hiện tiêm bi biến mất, mà Phùng Vĩ Kỳ không thấy bóng dáng, tự nhiên liền lập tức đuổi tới. Có điều tốc độ của hắn cũng rất nhanh, chậm mấy ngày, lại thêm tốc độ của kim thuyền còn bị hắn đuổi theo, tuyệt đối không thể bất cẩn. Hơn nữa, thiên hạ to lớn như thế, kim thuyền lại nhỏ như vậy, đối phương có thể tinh chuẩn đuổi tới, nên còn có thủ đoạn khác nha. Lăng Hàn cười ha ha nói. Di vật thượng cổ, người có duyên thì được. Ngươi được trước, đó là cơ duyên của ngươi, nhưng trời cao dẫn ta tới cũng là cơ duyên của ta. Hừ, ta chỉ biết, này là vật của ta, ai động chết. Ánh mắt của Tiểu Đao Vương âm lệ đột nhiên bổ ra, ánh sáng trên người giật động, hóa thành một thanh thiên đao chém về kim thuyền. Lăng Hàn từ đầu đến cuối không dừng kim thuyền, mà vẫn đung đưa, lúc này tự nhiên ra tốc trực tiếp vọt ra ngoài, bỏ qua thiên đao. Ầm! Thiên đao chém xuống, một ngọn núi phía dưới bị san thành bình địa, Lăng Hàn thậm chí nhìn thấy một thôn trang bị lan đến, sinh linh diệt sạch. Hắn không khỏi giận dữ nói. Tiểu Đao Vương, đây là ân oán giữa ngươi và ta, sai lại liên lụy người vô tội. Thực buồn cười, chỉ là run rế mà thôi, chết một ngàn một vạn thì đã làm sao? Coi như hiện tại không chết, tương lai thiên. Tiểu Đao Vương im mặt, lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Nếu ngươi nhân tử như thế, sao không ra đánh với ta một trận, miễn cho những run rế kia chết oan. Lăng Hàn sẽ không trúng phép khích tướng của đối phương, tuy sức chiến đấu của hắn rất cao, cắn một viên dược thậm chí có thể chiến thoải mái với Linh Anh cảnh cấp thấp, nhưng Tiểu Đao Vương là Linh Anh cảnh đỉnh phong, còn là thiên tài trong thiên tài, phỏng chừng sức chiến đấu sắp xông lên hóa thần cảnh. Tiểu Đao Vương này hẳn là cao hơn Yêu Hồi Nguyệt nửa lứa, liều mạng tuyệt đối là chịu chết. Bất quá hắn rõ ràng là đệ tử của Tuyệt Đao Tông, tại sao giết chóc tùy ý như vậy? Ngươi không cần tính mạng của lão tử ngươi sao? Lăng Hàn lãnh đạm nói. Ngươi muốn truy sát ta cứ tự nhiên, nhưng nếu lại thương tổn người vô tội, ta cũng không ngại làm thịt lão tử của ngươi. Tiểu Đao Vương hơi suy tính một chút nói. Thả cha ta ra, lại trả tiêm bi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tiêm bi. Sớm vỡ thành cặn bã rồi chả cái rắm. Lăng Hàn cười nói. Nói như ngươi giỏi lắm vậy, lão tử của ngươi có thể trả cho ngươi, ngược lại ở chỗ của ta chỉ lãng phí lương thực. Có điều tiêm bi, không thể cho ngươi. Đừng nói đã hỏng, coi như vẫn hoàn chỉnh, Lăng Hàn cũng sẽ không giao ra. Đối phương đã đủ đáng sợ, lại được thần thông lôi động cửu thiên, trên đời này còn ai có thể kềm chế được hắn. Lấy tâm tính của người này, tương lai tất thành ma đầu. Thần đạo đan tôn. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 599, giao chiến, hừ, tiêm bi nhất định phải giao ra. Tiểu Đao Vương lãnh đạm nói, môn thần thông này là đồ vật có giá trị cao nhất trong bảo khố, hắn được những bảo vật khác, biết công hiệu của những bảo vật này kinh người cỡ nào, tự nhiên càng thêm chú ý lôi động cửu thiên. Nhưng ta không muốn giao, làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười nói. Tiểu Đao Vương lộ ra sát ý uy nghiêm đáng sợ, bàn tay nâng lên, sát cơ như sôi. Tiểu Đao Vương, ngươi thật muốn làm nghịch tử sao? Lăng Hàn cau mày nói. Soạt, Tiểu Đao Vương phất tay, chém ra một ánh đao, lại hóa thành thiên đao kinh thế, chém về phía kim thuyền. Đây tuyệt đối vượt qua cấp độ khí, sắp tăng lên tới độ cao của mang, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Chỉ từ uy lực trước mắt có thể suy đoán, ánh đao của đối phương chí ít ngưng tụ 20 đạo khí. Đây chỉ là qua loa phỏng chừng, Tiểu Đao Vương chưa hẳn toàn lực ứng phó, bởi vậy ánh đao của hắn còn có khả năng mạnh hơn, có thể đạt đến 29 đạo, thậm chí 30. Lăng Hàn không cách nào lực địch, một ánh đao chém qua, để núi non phía dưới gặp xui xẻo, lại một thôn trang bị lan đến toàn bộ hóa thành tro bụi. Tiểu Đao Vương. Lăng Hàn gằn từng chữ nói, hắn gặp qua không ít ngoan nhân, nhưng không để nhân mệnh ở trong lòng tùy ý giết chóc như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Đây chính là đệ tử của Tuyệt Đao Tông. Năm xưa tuy Lạc Nhật Đao Hoàng cũng lãnh khốc vô tình, nhưng đao của hắn chỉ chém cường giả, xưa nay sẽ không ra tay với người yếu, càng xem thường ra tay với phàm nhân. Hai đời thiên kiêu, rõ ràng đều xuất sắc, nhưng tính tình chênh lệch nhiều như vậy. Lăng Hàn giận dữ nói. Toàn Nhi, muội khống chế thuyền đánh tên khốn kia, ta đến kiềm chế hắn. Hàn ca ca cẩn thận.
Chư Toàn Nhi dặn dò trên mặt có vẻ lo âu. Nàng tự nhiên không hoài nghi thực lực thiên phú của Lăng Hàn, nhưng Tiểu Đao Vương tu luyện nhiều hơn Lăng Hàn mấy chục năm, đây là chênh lệch không cách nào bù đắp. Lăng Hàn ra khoang thuyền, lạnh lùng đối mặt Tiểu Đao Vương, hổ nữ cũng xuất hiện, chống nạnh cũng hết sức tức giận, tên khốn kia lại dám công kích nữ, thực sự là sống thiếu kiên nhẫn. Ô, ngươi là... Lăng Hàn. Tiểu Đao Vương nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, đột nhiên kêu lên. Không nghĩ tới còn biết tên của ta. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Đan sư thiên cấp nha, rất hiếm có. Tiểu Đao Vương lạnh nhạt nói. Chỉ là ở trong mắt ta, đan sư thiên cấp thì lại làm sao? Nghe nói ngươi đạt được truyền thừa của thập nhị cung, còn có tâm tích của một thần tàng. Ta không có hứng thú với truyền thừa của thập nhị cung, nhưng đối với thần tàng vẫn có một ít. Như vậy đi, ngươi giao tiêm bi và tâm tích thần tàng cho ta, ta không chỉ thả ngươi một con đường sống còn có thể đưa ngươi một bảo vật, thế nào? Lăng Hàn cười gằn nói. Không thế nào gì cả, ta không giao thiệp với tầm thú. Vèo, đúng lúc này, Chư Toàn Nhi đã chuẩn bị xong bắn tới Tiểu Đao Vương một phát nguyên tinh pháo, tốc độ thật nhanh. Ánh đao lóe lên, ứng ánh khắp nơi. Chỉ thấy Tiểu Đao Vương đã lấy ra một trường đao màu xanh, bổ ra phát nguyên tinh pháo kia, phân từ hai bên của hắn xẹt qua. Cả người hắn có đao khí bao bọc, như thần linh, khí thế đáng sợ đến kinh người. Chỉ bằng chiếc kim long thuyền này cũng muốn thương tổn ta. Vẻ mặt của Tiểu Đao Vương lạnh lùng, ánh mắt ác liệt như thiên đao vậy. Đi chết đi, xem lôi quang phích lịch đạn của nữ. Hổ nữ lao tới, xì xì, hai tia chớp lập tức bắn ra, bắn tới Tiểu Đao Vương. Hai đạo lôi quang này còn nhanh hơn nguyên tinh pháo lúc trước. Ánh chớp, vốn là nhanh nhất trên thế giới. Tiểu Đao Vương hoành đao chém, phúc phúc. Ánh đao chém ra, song song dập tắt với hai tia chớp. Cái này không khỏi để Lăng Hàn và Tiểu Đao Vương giật nảy cả mình. Phải biết Tiểu Đao Vương là linh anh cảnh đỉnh phong còn tu ra đao mang, nhưng hổ nữ chỉ sinh hoa cảnh mà thôi, ngay cả khí cũng không có. Nhưng công kích của hai người song song dập tắt, nói rõ uy lực của hai người chênh lệch không lớn. Chuyện này quả thật lật đổ thường thức của võ đạo. Tiểu Đao Vương vừa giận vừa sợ, đòn này tự nhiên không phải toàn lực của hắn, nhưng tuyệt đối không nên có kết quả như thế. Bất quá chuyện này chỉ để hắn giật mình một chút mà thôi, nhưng sau khi nhìn thấy hai đạo lôi quang kia càng nhiều là nổi giận. Truyền thừa của ta bị tiểu nha đầu này đoạt. Hắn quả thực phát điên. Trong bảo khố của cổ vương triều, vật quý giá nhất tự nhiên là lôi đồng cửu thiên, mà căn cứ tư liệu hắn đoạt được, truyền thừa chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi thần thông truyền thừa lại, tiêm bi sẽ tự mình phá hủy, chắc chắn sẽ không để người thứ hai học được. Mưu đồ 3 năm, mắt thấy đại công sắp hoàn thành, lại đột nhiên mất hết, hắn há có thể nhịn nổi. Hừ, vậy ta liền giết toàn bộ, sau đó sưu hồn của các ngươi. Tiểu Đao Vương uy nghiêm đáng sợ nói, truyền thừa không cách nào lấy ngôn ngữ, văn tự để diễn tả, bởi vậy hắn muốn có được lôi đồng cửu thiên cũng chỉ có sưu hồn. Tiện nhân, ngươi không có cơ hội. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Xem lời hại của nữ. Hổ nữ quát to, hai tay động liên tục, ánh chớp không ngừng đánh ra, như hạt mưa đánh tới Tiểu Đao Vương. Nàng thật là một quái thai, Lăng Hàn chỉ mới lính ngộ mấy phần lôi đồng cửu thiên, cách vận dụng đả thương địch thủ còn kém rất xa, nhưng tiểu nha đầu này đã có thể vận chuyển như thường, quả thực khó mà tin nổi. Nhưng điều này có thể có quan hệ tới chuyện đối phương và ánh chớp đan dệt, lúc đó nàng cơ hồ hút sạch lực lượng của lôi đình chiến giáp và tiêm bi, bởi vậy mới làm cho nàng nhảy qua bước đi bị sét đánh trực tiếp vận chuyển thần thông như thường. Tiểu Đao Vương hừ lạnh, trường đao vung vẩy, đánh ra từng đao mang quét về phía kim thuyền. Tuy Chư Toàn Nhi né tránh, nhưng đao mang này thực quá dày, oành oành oành. Miễn không được bị quét trúng mấy đòn. Cũng còn tốt, kim thuyền còn có một tầng tấm chắn toàn diện kích phát có thể chặn xuống công kích của linh anh cảnh, nhưng qua mấy lần tấm chắn cũng sắp phá nát. Hổ nữ quát to một tiếng, chủ động xuất kích, thân hình lói lên, lại hóa thành một tia sét xếp tới Tiểu Đao Vương, trong nháy mắt liền tới trước người đối phương, quả đấm nhỏ nổ ra, bao vây ánh chớp. Lớn mật. Tiểu Đao Vương hừ lạnh một tiếng, múa đao chém qua, muốn chặt đứt hổ nữ. Tiểu Đao Vương. Lăng Hàn giống to, đã lấy ra Lạc Nhật Cung, Dương Cung cài tên, nguyên lực vô tận ngưng tụ, toàn bộ thân tiến đều hóa thành bạch quang. Hắn đã phát động chân thị chi nhãn tìm được khu vực phòng ngự yếu kém nhất của Tiểu Đao Vương. Tiểu Đao Vương vốn định chém hổ nữ, nhưng sau khi phát hiện Lăng Hàn xúc thế, không khỏi biến sắc, mũi tên này để hắn không dám khinh thường, đao thế hơi hoãn. Vèo, Lăng Hàn bắn ra, nộ tiến phá không, hầu như không nhìn khoảng cách, đã bắn tới trước người Tiểu Đao Vương. Có điều Tiểu Đao Vương cũng rất cường hãn, dưới tình huống như vậy cũng vung qua một đao, chém ra đao mang kinh thế.
oành. Mũi tên bị chém bay, thân tiến còn hiện ra cong.